Bạn vừa trở về nhà sau nhiều tiếng làm việc, học hành liên tục, nằm ươn trên những nơi có thể nằm, nghĩ về điều gì đó xa xăm, rồi vội cầm chiếc điện thoại lên lướt nhẹ new feed. Bạn đang stress, bạn cần một tí đồ ngọt. So why do we crave sweet when we are stressed? Vậy stress là gì? Thuật ngữ stress đề cập đến các quá trình liên quan đến nhận thức, đánh giá và trả lời các kích động độc hại. Trong thực tế, stress là thuật ngữ đôi khi dùng để chỉ một nguyên nhân, một tác nhân gây ra phản ứng stress, chẳng hạn về cảm xúc, xung đột giữa các cá nhân, mất đi người thân, thất nghiệp, v.v. hoặc sinh lý như thiếu lương thực, bệnh tật, cai nghiện thuốc. Stress là một thách thức đối với cân bằng nội môi tự nhiên của sinh vật. Khi các yếu tố gây căng thẳng tác động đến cơ thể, trạng thái cân bằng của cơ thể bị mất đi. Lúc này, sinh vật có thể phản ứng lại những căng thẳng bằng cách tạo ra một phản ứng sinh lý để lấy lại trạng thái cân bằng. Trong đó có thể kể đến hành vi ăn uống. Một nghiên cứu được công bố gần đây trên một tờ báo về học thuật cho rằng việc tiêu thụ đồ uống có đường làm giảm căng thẳng. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên phải bàn về đồ ngọt. Carbohydrate chứa trong đồ ngọt cung cấp nguồn năng lượng cho cơ thể nhanh nhất. Dù chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng não tiêu thụ gần như một nửa nhu cầu carbohydrate hàng ngày của chúng ta. Khi bị stress quá mức, não lại tiêu tốn thêm 12% năng lượng. Lúc này nhiều người tìm đến thức ăn nhẹ có đường như là kẹo, bánh ngọt, trà sữa như vị cứu tinh của đời mình. Khi chúng ta đói, toàn bộ mạng lưới các vùng não đều kích hoạt, đơn cử như là vùng dưới đồi, ventromedial và vùng đồi dưới lateral. Hai vùng này nằm trong thân não trên có liên quan đến việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, hành vi ăn uống và chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, nhân cung nucleus acuatus ở hồi hai mã là phần chịu trách nhiệm chính. Nó đóng vai trò như người gác cổng. Nếu tín hiệu bộ não phát ra thiếu glucose, thì người gác cổng này sẽ chặn thông tin từ các phần còn lại của cơ thể. Đó là lý do tại sao khi bộ não yêu cầu năng lượng, chúng ta lại sử dụng ngay carbohydrate, thậm chí dù các phần còn lại trong cơ thể đều được cung cấp năng lượng đầy đủ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của não bộ, người ta có xu hướng ăn thật nhiều. Ngay cả trẻ sơ sinh cũng rất ưa thích đồ ngọt, bộ não của chúng cực kỳ lớn so với cơ thể nhỏ bé. Do đó, chúng đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Theo thời gian, sở thích của chúng ta với đồ ngọt giảm dần, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn, ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành. Các nghiên cứu cho thấy, những người trải qua nhiều căng thẳng trong thời thơ ấu có sở thích mạnh hơn đối với đồ ngọt sau này. Và chắc hẳn, ai cũng biết ăn nhiều đồ ngọt thì chúng ta sẽ béo phì. Vậy thực chất đồ ngọt hay stress mới là nguyên nhân gây ra béo phì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở bài tiếp theo các bạn nhé. Và các bạn có thích ăn ngọt không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích những bài viết như này, hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!